xài luôn kìa. Đồ bộ mới lại đồ chưa mở cũng rất là nhiều luôn. Có mấy cái bộ sưu tập này thì khỏi phải chê luôn rồi. Về phần súng thì có M4A1 hỏa ngục. Ui, 16 cây M4A1 luôn. AK thì có luôn AK rồng xanh level 7, SK cá mập level 7, Gzoza level 7, Famat X18 AL94 tất cả đều level 7. Hầu như A của Tiến Xu là full hết level 7, level 8 rồi anh em à. Ngày hôm nay mình đi ghép ngẫu nhiên và bất ngờ gặp được ba bạn danh cao thủ. Nhưng bất ngờ mình phát hiện ra một bạn nữ bị mẹ ganh. Không những thế, bạn nữ còn cãi nhau với mẹ nữa chứ. Cái lớp nào con điên suy nghĩ game như con điên suy nghĩ Facebook. Điên xem cái gì thấy cái gì bắt đầu nói như chết thấy bao giờ ấy. Mình không hiểu lý do tại sao mà bạn nữ có thể nói với mẹ những câu như vậy. Khi bước vào round 1 thì đồng đội của mình đã lên bàn thờ ăn xôi và ngắm gà hỏa thân. Một mình thì không thể làm mà cân được 4 thằng này. Vì vậy mà mình cũng phải đi bán muối theo. Lúc này mình đang ở trên lầu và hỗ trợ cho đồng đội phía dưới. Nhưng bất ngờ bạn nữ số 2 bị gục. Bắn ngu bị gục, đéo hiểu sao này chửi mình nữa chứ. Thì bạn mà cứ với cái thằng số 1 đéo bắn được như thế nào nhỉ? Phía đầu bên kia mình phát hiện ra 4 tên địch đang giao tranh phía đồng đội. Mình quyết định dùng trái lưu đạn để sán qua. Thì bất ngờ mấy tên địch đã bị dính lưu đạn của mình. Mình cố gắng đẩy qua. Thì bất ngờ mình đã bị một tên địch cho bay luôn cái lồi cơm điện. Bạn nam cuối cùng cũng không thể chịu được. Team mình đã thua với tỷ số 4-1. Hiển nhiên mình đã bị kích khỏi đội. Hành động của Bookzy Mobile và Free Fire giống nhau đến 99.9%. Theo bạn hành động bên nào đẹp hơn? Ấn đăng ký để chọn Free Fire, ấn like để chọn Bookzy, mà quên nút like và đăng ký của mình bị khóa. Bố nó rồi, bạn nào mà ấn được like và đăng ký trong 3 giây mình tặng luôn 580 kim cương nhé. 3, 2, 1. Cảm ơn các bạn đã like và đăng ký. Bây giờ chúng ta cùng xem nào. Từ trên máy bay ta đáp xuống vị trí, cũng chính là tâm điểm thành phố Bô Chinh Kỳ. Vào nhà lút đồ cầm ngay khẩu mini, tiến thẳng lên xịt quân mà chả cần suy nghĩ. Kẻ thù ở đâu nhỉ? Tiến súng mở rồi hót. Công qua anh em không để tên nào sống sót. Nên né vị trí khu đồi cao cảng biển, bị một viên K98 vào đầu kẹo chết liền. Thỉnh rơi ngay giữa cánh đồng lúa gách ga. Những đội bay của quân sự cũng đã dần tiến qua. Đạn bay bị nén từ dòng giảm thanh phát ra. Càng ngày lại gần hơn cái nhãn tên gà tấn xa. Sau những trận chiến xác thịt phơi đầy đồng, muốn lên đồi sót bò thì các ngươi đừng hòng. Xe vẫn chạy về hướng cha này. Đây là màn so sánh ao trình đến từ Free Fire và Bookzy Mobile. Các bạn thấy video nào đỉnh hơn? Ấn đăng ký để chọn Free Fire, ấn like để chọn Bookzy. Thì hiện tại, nút like và đăng ký của mình bị khóa rồi. Bạn nào có thể ấn được nút like và đăng ký trong 3 giây, mình sẽ tặng cho các bạn một phần quà nha. 3, 2, 1. Cảm ơn các bạn đã like và đăng ký nha. Bây giờ chúng ta cùng xem nào. Stand under my umbrella. Hello, hello, hey, hey. Under my, under my. Mời đẹp, mời đẹp.